Airbus, nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, dự đoán đội bay toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi trong 20 năm tới, lên mức 48.230 máy bay. Hiện tại nhiều hãng hàng không đang hiện đại hóa đội bay đường dài và người dân của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á có xu hướng lựa chọn các tour du lịch đường dài sử dụng dịch vụ hàng không. Ngành hàng không cũng sẽ giao 42.430 máy bay mới trong 20 năm tới, bao gồm 41.490 máy bay dân dụng, tăng 4% kể từ cuộc khảo sát trước đây. Theo đó, nhu cầu đối với dòng máy bay như Airbus A320 và Boeing 737 bay chặng ngắn và trung bình đã được điều chỉnh tăng 3% lên 33.510 chiếc. Sau thời gian tạm lắng kéo dài, nhu cầu đối với máy bay thân rộng cũng tăng mạnh trở lại khi các hãng hàng không gia hạn công suất. Nhu cầu về máy bay phản lực thân rộng là 940 chuyên cơ vận tải cỡ lớn, tăng 2% so với báo cáo trước đó. Ngoài ra, các dự báo kinh tế cũng cho thấy 1,7 tỷ người sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu trong khoảng 20 năm tới, làm tăng nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không.